Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay ngày 3 tháng 10, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2 đến 3. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên 20 đến 23 độ C, cao nhất 27 đến 30 độ C, phía Bắc có nơi trên 30 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ 23 đến 26 độ C, cao nhất 28 đến 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Dự báo, ngày và đêm hôm nay, vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa biển Đông, vùng biển Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 đến 7. Phía Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Bắc Bộ 22 đến 25 độ C, có nơi dưới 22 độ C, cao nhất 31 đến 34 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Đông Bắc Bộ 24 đến 27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C, cao nhất 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Hà Nội ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ C, cao nhất 32 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C, cao nhất 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng, Bình Thuận có mưa rào, dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào, dông rải rác. Phía Nam cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, cao nhất 30 đến 33 độ C.